nó giờ ba bỏ chùa nó là nhà nó ba bỏ chùa nó mà tôi nói tới bỏ chùa thì ba luôn nhà tôi nào nó rồng gầu cơ nè giờ ba cũng thấy lo số to này xem nè tên đó chùa tôi nói tới bỏ chùa nó rồng gầu cơ là chụp không chưa cho papa chua nó tới rung con bọn nó chỉ tới bỏ thì cho mình cho tao vào tổ chế này bây giờ chia là chia cho phong dừa tao bắt rung con nó vậy tôi cho nó cá chua nó lờ chứ không giờ cá chua nó sẽ cơ sao số cá chua nó giờ tiền tôi lo này chính chế số lo sẽ tiêu ở chính tôi dù thế giờ lo nó lo gọi nó có gì nó đâu bể rồi tôi cho nó đó chứ không giờ thay nó đâu sát tí đâu nên sai tôi bỏ đã tôi nè nó mò chỉ cụ tua vậy lúc trong bố sát tí trong chùa sát tí cụ thay được sát tí cho ba chó rồng gâu ba bác chùa rồng gâu rồi nên sai thế theo có thể có chờ nên sai vậy nó mang tu lò lò na thế cho chúng tôi chỉ cụ lò chè vậy nó nó cụ cho cá tuần về lúc sát tí nó nè chỉ cụ chờ giống mua có nó là số thế cho phong gió nên chỗ chỗ cụ thế vậy một bó số cũng mà thay bộ sơn đồ bị sai xe họ dùng con bộ lịch trả thế nó chụp phong gì nè một bên một kèo chụp phong giờ
我都真多宝，说人家做种做盘伢呢，结果他那么多宝的种做盘路，人家宝了呢，这天气冷了么多宝别下伢哎，路种了那宝，那地上用做些宝烧着，烧着呀路种盘农呢，那叫老土呢我做着，这那宝咯盘农啊。把弄些都不熟的咯，说的对啊，肉牛做事也不熟呢，都看把弄老呢。这么马太是弄那么多路种，做家做盘呐，做盘呐就不白，这肉牛做白呢，那么叫对呢就对，对他家呢，那对啊么路这的都白些，这肉牛呢就要。一种话老大，带着牛呢，就他那那么多包，地种出来地那天，那啥天，就过小河桥上的那，就过河他那多多那啥天，别管我们有啥多，他有啥地种那啥天。我学广告的小朋友就学这种了，我做广告广告的呢。太阳的晒色有没好吃啊？太阳好吃被晒多天了，就照顾天了。搁下多吃点蘑菇，小朋友。那就要给做，那就呢。
bố tê là hiểu rằng bố là hiểu trâu là hiểu sai nữa non rồi xuống nữa để về sai sẽ nó chưa nó cũng nó chụp như nữa nó chưa cần cô nó chụp như nữa chỉ cú lo cho nên nó cũng có kia xí nữa nó này chứ trồng dìa xin chứ trồng nó tớ lộ cửa này chứ nó lộ cửa thế dùng chủ yếu cú lo nó kia xíu chua nó cũng bỏ lỡ cho phim bố lỡ gió thế này hỡi lùi chớ cho chua nè chỗ này giờ lấy gió mình đổ cơ chỗ này chỗ cái chỗ này tôi thấy nặng ý nó nọ tôi nên sai cứ lấy chỉ nó chép la lại thế ta sửa lại thế chép la lại thế chỉ nó sai cho một lại chỉ nó do cố ý mong bài nó gặp lâu chứ thì ta sửa lại do nó chứ không nhỉ chỉ có thấy nó tôi nên đọc sai xưa nó chụp chụp của thế mà tôi khó chết tôi khó dùng cũng mà lấy để rồi mà lấy hết thấy khó chết rồi biết sai đồ nó nhập nhiều nữa là giờ thì lớn nên là rồi mà lấy họ mình về đồ lúc trong chùa chia tôi khó sửa giờ chia rồi biết sai đồ nó nhập nhiều nữa.